Đóng rồi anh em ơi, mày chạy đâu? Đóng rồi anh em ơi, mày chạy đâu? À, quả này to anh em ơi. Được, 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 hàng hàng. Mày chạy đâu em ơi? Mày chạy đâu? À, con này bự các bác ơi. Lên. Căng căng căng. Ghê sợ. Thời tiết hôm nay nó tương đối là mưa anh em ạ. Rồi. Nên em đánh cả lăng xê với cả lục luôn. Nên em đánh lăng xê, đánh lăng xê mà lăng xê này lăng xê của bên Trung Quốc. Người ta đánh kiểu lăng xê chùm ấy, không đánh kiểu lăng xê như anh em mình ở Việt Nam. Lăng xê này được cái này nó ra mồi rất là dễ các bạn ạ. Đây anh em ạ, lăng xê nó là mồi gạch, ra mồi rất là dễ luôn. Ok. Công cuộc chuẩn bị đồ xong rồi anh em ạ. Giờ đánh lục thôi. Lăng xê thì cứ để kệ nó. Đánh tự nhiên này, đánh hàng. Thằng cần bỏ lực anh em nhé. Phật cho nó phê. Cây này giật thì mắc phê luôn. Hôm nay em đánh ở gần gần đấy bạn, đánh ở chân bèo thôi. Mồi thơm quá anh em ạ. Quá nhiều, vừa thơm vừa dẻo luôn. Nức mũi. Xảo này, đánh mới sướng này. Đúng vị trí. Hôm nay em đánh bằng phao lụ nhỏ anh em ạ. Đánh mực nước sâu tầm khoảng 1,5 m. Thấy 1,5 m là ok đấy. Chứ nhiều lần em đánh ra ngoài xa thì nó lại không được hàng anh em ạ. Đánh tầm khoảng gần gần đây thì hay được cá.
Ok. Thời tiết mưa gió thì ngắm mấy cần năng xê rất là hay anh em ạ. Cứ nhìn cái đầu cần nó mà rung rinh phát là ok ngay. Phong cảnh này rất là đẹp anh em nhé. Mưa gió mát trời. Đấy, coi nhìn này, ngắm phao lục giờ tầm này rất là thích luôn đấy. Không có gì tuyệt vời hơn đâu. Đi câu ngày trời mưa này nó tuy có bẩn một chút, có vất vả một chút, nhưng mà thực sự là ngồi nó rất là thích. Cảm giác nó nghe tiếng mưa rơi rất là yên tĩnh, nó thanh bình anh em ạ. Sáng hôm nay anh em đi gần trưa sáng các bác ạ, mua được túi bánh mì, bây giờ bỏ ra ăn với nhau đây. Đây bánh mì không các bạn. Làm bánh mì ăn nó đói ạ. Thôi, để đây. Các bạn sáng anh em tôi nhé, làm vài xấp bánh mì. Ngon lắm, câu chuyện mưa hay. Đóng rồi anh em ơi. Đóng rồi anh em ơi. À, rô phi anh em ạ, đừng có rô phi. Đẹp đấy chứ. Nhấp này. Ồ. Ngon anh em ơi. Ồ, được chú rô phi ngon chưa anh em ơi. Nó vào nó cắn tăm tăm phát giật phát dính luôn. Con này ăn lo bụng mồi anh em ạ. Đấy, sao lại dậy. À, con này nó phải ăn no bụng mồi các bạn. À, được một chú cá xinh rất là đẹp anh em này. Ăn no bụng mồi luôn. Xỏ dây thôi. Con này lại xỏ dây anh em nhé. Gần đây em đi đánh em toàn là toàn xỏ dây các bạn. Đừng dậy. Có cái quần cước dây này nó rất là cứng. Thì là cứ xỏ phát xong rồi bỏ nó xuống kia, nó sống rất là dài. Đấy, ok. Đấy anh em này, buộc cái sỏi này luôn, sống rất là dài ấy. Dễ à. Rồi. Làm cây cắm này được.
giật con đấy lên mình không thấy cảm giác luôn. Rồi, ok. Tổng ngay. Tổng ngay. À. Là chú Rô Phi nữa các bác à. Ê, Rô Phi, Rô Phi. Ăn no mồi. Rô Phi xịn anh em này. Đóng chảy bao nhiêu máu nhỉ. Ôi lại lại cho vào móc coi. Cho nó cho móc quá. Đừng có dãy. Anh em. Được, cái này rất tiện. Hám hồn ra. Đấy, xỏ cái qua luôn. Vào. Hài nhọc các bạn. Ok. Mưa bắt đầu vào cắn. Đóng ngay. Ấy, có những con gì đấy? Đóng ngay. Ấy, có những con gì đấy? Chui 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 anh em ơi. Chui 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 chui. Chú điên. Chú điên, chú điên. Đừng dẫy, đừng dẫy. Wow, wow. Con này chính xác là cá trôi anh em ạ. Hai. À, chính xác là cá trôi. Ấy, bong bong. Này các bác này. Con này con trôi trôi nhỏ. Ui, nó dẫy. Ui, hay đấy nhỉ. Tí mật. Ok. Rồi, anh em ơi. Một chú trôi nhỏ nhỏ này. Cái này chắc tí em sẽ thả thôi. Nhưng mà bây giờ cứ sâu vào lấy thành quả đã anh em nhé. Tí xem nó bao nhiêu. Thế hay quá. Ây à, cả cái thây á, vẫn ở đây này. Này, chú này chú đỏ Ấn Độ các bác ạ. Ý. Rồi, ba chú. Đấy, được ba chú á, hay anh em ơi. À, nó mắc cái này. À, ok. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Rồi. Lại cột vào đây. Đấy, ok. Hay đấy. Cảm giác cá đang vào mạnh các bác ạ. Đánh phê đấy. Ồ, mắc phao à? Phao không chạy. Giật con đấy lên mình không thấy cảm giác luôn. Lệch này lệch. Rồi ok.
đóng này anh em ơi, đóng rồi đóng rồi. Ui bự bự hàng to to anh em ơi. Ui xà quá quá quá. Ui con này to suy 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 to đấy chạy nào. Ái xà. Ui rô phi anh em ơi. Ui rô phi anh em ơi. Rô phi to. Úi ôi anh em ơi, thấy chưa? Ý mà con này được đấy. Riu cái hò đấy anh em ạ. Được, nó mút mấy quả đẹp quá. Đóng vào bụng. Wow. Wow. Đóng vào đấy thì có mà chạy vào mắt là... ba lưỡi đóng này chạy vào mắt anh em à. Phê đấy. Wow. Quá ơi con này 20-40cm anh em à. Phê chưa? Quay anh em xem. Này nó phê nó to này không mà. Anh em nhìn nó dã man chưa? Dã man chưa anh em ơi? Con này xỏ dây á. Mất. Xỏ dây. Được của nó đấy. Đây. Cắt luôn đây. Này cuốn trở cuốn cây đút vào anh em ạ. Dây nó không thẳng. À, ui cắm đầu thế. Ok anh em ạ. Wow. Xuống. Ok. Mới cây buộc nhỉ. Rồi buộc rồi nó xuống này anh em, nó con rô phi nó vừa dãy nó cắm ở trên này, chảy máu rồi, dã man quá, đau ơi đau anh em ạ, xương rô phi nó cắm nhức lắm, để mấy cá con chết mất đây, hay được cá to sướng thật. Đóng rồi anh em ơi, mày chạy đâu? Đóng rồi anh em ơi, mày chạy đâu? À, con này to anh em ơi. Được, hàng. Mày chạy đâu em ơi? Mày chạy đâu? À, con này bự các bác ơi. Lên. Căng. Ghê giả. À, Rô Phi. Em ơi, Rô Phi. Wow. Lên. To, ui giời, con này được. Wow. Phế chưa? Này, anh em nhìn này, cá rô phi nó mỏng đét, người
Hôm nay mới là cá ngon anh em ạ. Ngon, hôm nay được nhiều đồ phi phết. Được của nó đấy. Anh em nhìn trông ngon chưa? Phê. Con này gầy gầy đét chim đét luôn. Cho đây. Gầy đét chim đét. Ấy à. Ui. Này có cái cây. Tuột à. Rơi hơi căng anh em ạ. Ok. Được một đường cá tay run quá. Rồi ok. Đấy, xuống. Ngon luôn. Hai con bự. Rồi. Hai con bự chiến anh em này, phê chưa? Rô phi này mới là rô phi ngon nhá. Đã đấy. Con này thì nó gầy. Ok. Wow. Đấy. Ồ, anh em thôi này được hai hàng rất to các bác này. Đấy, thằng em có được hai con nhỡ nhỡ đó. Đấy, mình được đống con trôi này vừa định thả không thả thì chết mất. Thế hơi tiếc. Phê. À, anh em mình cá to chưa? Ý bọn em vừa chạy đi mua đồ bây giờ lấu luôn các bác ạ. Lấu luôn ăn ở đây các bác nhá. Từ trưa đến giờ, từ sáng rồi bọn em chưa ăn gì cả. Ê, được hai con này sướng quá. Thôi làm đi. Chắc là cái cảnh làm cá chắc là bọn em cắt đi không đăng sợ bản quyền đấy. Ê, anh em mình này phao bây giờ nó vẫn nhấp liên tục luôn. Nhưng mà giờ phải nấu ăn ạ. Anh em để cho bác xem là bọn em mình làm con to chưa anh em ơi. 20-40 cm. Ô. Phải như con tê anh em ạ. Rồi, lên rồi. Đây, rau sống đây anh em này. Đấy, rửa bằng nước sông luôn các bác nhá. Xong rồi tí tráng bằng nước lọc là ok. Bây giờ lại cho cái bếp ga mini ra nấu các bác ạ. Ok. Ngồi đây. Trắng qua đó. Vừa em rửa này bằng nước sông. Trắng qua quả me đây. Ok. Cà chua bóc ra coi nhé. Ui, bắn. Này em tiếc quá các bạn. Con cá trôi này em định cầm lên thả thì cuối cùng nó chết mất. Tí quá. Rồi, được mấy con rô phi to thì đang nằm cái nồi. Trời ơi anh em ơi. Ngon tuyệt vời. Đúng lăng xê hôm nay thì chưa khai mạc phát nào. Hôm nọ em đánh được mấy con cá rói này cơ. Hôm nay thì không được. Anh em ơi, miếng cá ngon chưa? Cái đầu cho vào cho ngọt nước các bạn. Nước sôi này, à, cho ngọt nước. Đấy. Thằng em nó vẫn đang nằm bên kia. Ngon chưa? Cá nằm xong xuôi các bác ạ. Đây anh em tôi rửa cho cái khúc đầu vào trước để linh cho nó ngọt nước. Rửa hai khúc đầu một to chai 1,5 lít.
không rồi. Có cái đầu nữa đâu. Cho đây rồi, thôi, cho đây đi. Đầu to cho đây rồi. Đấy, cho nhẹ nhẹ, sắp ban của này mệt đấy. Ok. À, thôi bây giờ anh em tôi vào cuộc các bạn. Cá bây giờ cắn cũng đang cắn rất là mạnh luôn. Chứ bây giờ nó nắng quá mà anh em tôi phải cắm 3 cái ô các bạn này. Cắm 3 cái ô thì để mấy người ăn được cơ. Để quay xa xa anh em nhìn. Đấy, các bạn nhìn chưa? Toàn bộ khung cảnh nha. Cắm 3 cái ô luôn. Đây, em lấy cái rau cắt cắt hai cái chài ra. Rồi anh em mình làm cốc bia to đi. Đấy, cho thật nhiều lá vào. Em cứ cắt lên tận tận ngọn đấy, uống cho nó lạnh lâu. Nóng quá anh em ạ, thực sự các bạn ạ, rất là nóng là mệt. Nhìn cái nồi cá nó sôi đói. Ô anh em ơi. Ngon quá. Các bạn thấy này có thích không? Đây, em vừa chạy đi mua ít bia rồi, ở trong này có 4 chai bia. Ngon thật đấy. Cá tự nhiên được ăn thế này còn gì bằng. Cái món súp này cứ phải cay anh em ạ. Đây, em vừa cho vào cho nó cay. Đấy. Tuyệt vời. Chua chua cay, ngon. Rồi, ngon rồi. Xôi ngon rồi. Ô. Ai xài. Ui. Đây. Thả thêm anh lấy thêm 1 2 khúc cho vào. Đây, cá ngon này bác ạ, cứ cầm hẳn bằng tay luôn. Mình đần dã quen rồi mà. Đó. Cá thì nó cứ phải là chua các bạn, chua và cay. Thế bọn em cho cũng rất là nhiều me đấy, nhưng mà vẫn phải cho hẳn giấm mà. Đấy, cho nhiều giấm mà nó chua nó sướng các bạn. Cảm chai vào đi. Cá cứ phải chua ăn ngon, nước dùng nó ngon được. Thôi cá nó xua đấy nha các bác ạ. Bác ơi bảo anh em tôi ăn đã đói các bạn. Đến bây giờ nấu xong là 4 giờ, từ sáng giờ sáng đi còn khoan sáng. Anh em chờ thịt đi. Các bạn cảm ơn anh em tôi nhé. Ủa, đó. Cá sông ăn nó béo các bạn. Làm tí rau cho nó mát ruột. Tuyệt quá. Ngon quá. Rồi, cá thịt thiên nhiên này, cá này nó dai thịt lắm các bạn. Có nhìn nó thịt nó ra từng thớ một cơ. Đấy, có nhìn nó gỡ ra từng thớ này. Mấy con cái con cá thịt vụ thì thôi các bác bỏ đi, đừng ăn làm gì. Đấy, cá thịt vụ gần như là nấu lên nó ra nước nhiều. Đấy, cá này ăn thịt thớ này rất ngon các bạn. Chấm tí súp ớt thì tuyệt vời. Wow. Tuyệt vời luôn anh em. Các bác nhìn ăn một cái đầu ngọt này cơ mà. Thịt nó dai lắm. Đấy, này, em tí nóng sống thôi, anh em làm hấp bia cho nó mát quá nhá. Một cốc bia. Cốc này chai lít rưỡi, cốc này phải 1 lít các bạn. Uống sướng. Đây anh em nhìn này, cái khúc cá nói các bác này. Em vừa nhấc miếng nó ra từng thớ một, quang nhìn này. Đấy. Cá đây mới là cá ngon anh em nhá. Ra từng thớ một này nó sướng, có nhìn chưa? Này cứ lật nó ra từng thớ luôn. Này chấm thì thôi rồi. Nhìn nó rất là nằm mềm, ăn lại rất là dai. Đấy bác nhìn, ăn rất là dai luôn. Ăn nóng tuyệt. Em chỉ cho nửa nó sủi ấm mỉ các bạn. Khung trời này anh em nhìn bảo này còn gì tuyệt vời hơn không. Này tiếc quá mấy cần nóng sủi không được con nào.
Mẹ người ta bây giờ đang nặn người yêu bạn. Để các bác nhìn người ta đang đi nặn con 33 ấy. Thế là nó cũng động nên đang xê mình nó không cắn. Còn đâu mà đánh đục này ok. Thịt ngon nhá. Ui sao. Đang thớ một ngày. Cá có phải ăn nóng nó mới là ngon. Đây, các bác nhìn miếng thịt này ngon quá. Thì nó rau sống nhai. Lại uống nào. Đã đời.